Zesua, đến hẹn thì lại lên thôi. Các bạn like cho con game nào nhiều thì mình sẽ làm về con game đó. Và đương nhiên rồi, còn liên quan mobile cũng là một ứng cử viên sáng giá. Còn chần chờ gì nữa, like cho video này nếu như các bạn thích mình làm về liên quan mobile. Và đăng ký đi nếu như chưa đăng ký. Bật luôn nút chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Còn bây giờ thì chiến. Hôm nay đi đâu được nhờ? À, chọn S4 luôn. Batman ăn ba trà cú à? Em bạn có chim cắn cụt nói Kahi với HD. Thế là bây giờ còn thiếu rừng với support đúng không? Gì đây? Đi rồi ôi, trợ thủ mà chơi bon nè, hỏi chấm của alo. Thôi thì mình phá luôn nha anh. Big ba phép đi, phá tí anh em ạ. Không sao, con rat này mình đánh lên thông thỏ S rồi nên là anh em cứ yên tâm về cái chiến đấu gắn tem với con rat. Yên tâm, chuyện này mình lo được. À đù, nó đánh tí lỏ. Gì đấy? Mày ngu mà hỏi cái CC đó alo. Mình hỏi nó rõ ràng đúng không anh em? Con bon nè làm sao đi support được? Mấy trước giờ mình chưa thấy con Bonnie đi support bao giờ. Đây là trận đầu tiên nhìn thấy đây. Hay là do mình ít chơi nhỉ? Giờ này còn vặt ốc trò. Nếu như mà theo như mình hiểu được là giờ này còn gặp ốc trò. Ừ. Nhưng mà thanh niên này có vẻ như là đi học được bao nhiêu thì trả lại thầy cô hết rồi. Yêu cầu là bạn nên đi học lại tiếng Việt đi nhá. Với học thêm môn đạo đức ở lớp 1 có dạy đấy. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một trận đấu với vị tướng Đà Đắc Quýt bà bầu, mang chương trình và đi rừng luôn. Bạn cứ yên tâm. Nhìn này, nhìn thấy gì đấy không? Thông thạo S đây. Quan trọng là cách trình chứ không phải là quan trọng ở phần chọn tướng. Anh em hiểu không? Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Win bà bầu, một cái toàn xu sắc nổi. Anh em nào có nghe được không? Cái gì mà win bà bầu? Cái gì? Cái lồng mát nó cách dài quá. Tiếng Thái à? Có phải tiếng Thái không nhở? Giờ này còn gặp thứ ngu lòn không? Thằng quán heo không biết đắn có hay hay không mà nãy giờ có những cái lời yêu thương gửi cho mình khá nhiều. Thôi được rồi, để trận này mình cho thằng Yên nó biết thế nào là best rat đi rừng nhá. Bên dưới có vẻ như là đang combat rất là vui. No, chiến công đầu trong bán heo xỉn luôn. Ghê. Em chưa dứt câu chết mẹ rồi. À, 1-1 à? Lấy chiến công đầu cũng lời mà đúng không? Sao? Như nào? Mày muốn như nào? Đừng có mà hổ báo cáo trồn nhá. Em nói mình ngán chắc nổi floor với Aoi. Con Aoi sốc đam được nó hơi khó chịu một chút. Cái ulti của nó bất tử nữa. Double kill cho ván heo xỉn rồi. Không thể nào mà xem thường ăn bạn này được. Mình nấp ở cái bụi này chờ thời cơ. À Aoi này. Ngao chạy về thì có thằng Zatan rát ra thay xin nhẹ một kill này. Aoi bay ra đòi chơi mình bật ulti chạy về và double kill nhẹ nhàng liền. Ăn con rồng cho tem với đã. À đù, thằng mát nó bật ulti à? Rồi xong nó nhắm vào mình luôn anh em ơi. Mình phải đứng à? Ủa sao nó nhả? Nó mà lao xuống nó đánh mình có khi nó chết đấy chứ mình đéo chết đâu. Tem mình 4 thằng đang đứng đây mà chết là chết thì đéo nào được. Đồ, ghê vậy sao? Zata băng trụ luôn mà đéo đủ đam à? Nói, lại có kill của Zata luôn. Ui rồi ôi. Ui rồi ôi. Zata bắt đầu với chữ C rồi. 2 kill. Nãy giờ mình ăn 3 kill là trong đó có 2 kill thằng Zata đấy. Zata ăn 1 chết 2. Chết 2 đúng 2 kill mình giết luôn. À sao mất con blue của ta? Thằng nào ăn Zata? À thằng Florentino nó ăn. Mày hay lắm. Ai dạ? Ăn ba trà cú sử dụng ulti để ăn con rơi thế éo nào. Thằng Florentino thấy thế bắt ulti nên ta quyết định lao ra chơi bắt ban nhưng mà ta sai lầm lớn rồi. Bá sơ đào đến từ vị trí của Đa Rắc Quýt bà bầu. Không có thằng mát ở trên đây nó sao nhở? Xem nó chân lên hay sao ấy em? Thằng mát này support hay sao? À đủ mát nó thử ulti hay sao ấy? Ulti của mát ở level thấp nó hồi lâu bỏ mẹ ra mà thằng này xài vãi cả cứt thật nhá. Tính KS à? Ôi cái thằng Aoi nó đang cướp bùa đỏ mình kìa. Hay đi cướp bùa ấy nhở? Cú đâm sấm sét. Ôi kìa, ra tá tỉnh đấy. Á đù, 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 bay không đi. Ô, 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 gạch cắt. Bết ra ta. Bết ra ta nhá anh em ơi. Thấy bay của ulti là uy tín rồi đấy. Rút ở cái bụi này chờ Aoi chạy qua. Kiểu gì nó không qua đây hết. Đấy, nó kia. Này mày cướp bùa ai ấp câu hay cô? Mày cướp bùa của ai ấp câu? Đấy luôn cái trụ anh em ơi. Florentino nó sợ quá chạy về luôn rồi hay sao ấy. Tỷ số của mình đang là 6-1. Khá là săn. Với một kill được thôi là mình có thể tiến đến với mạng thần tấn bá đạo đến từ vị trí của ván heo sền. Sau đó thì Maximum bật quả ulti lao thẳng vào vị trí của ván heo sền. Quả này thì trời cứu thôi ván ơi. Chỉ có trời mới cứu được ván thôi. Xin nhẹ cái mạng hồi phục thần thắn cái đàn này. Nào ơi, nó đứng dây trên kìa. Thôi xong rồi.
Sao? Zata tội rồi. Này, này giờ hình như là Zata tên bạn chết nhiều nhất ấy. Anh xin nhẹ cái bùa thôi. Này nó cướp của mình thì mình cướp lại chứ có gì đâu đúng không anh em? Thoải mái, mình thoải mái lắm. Ai nhờ mình thoải mái với bạn lắm. Đồ, múa cột đồ đồ hen. Múa cột chạy bông bùa đỏ đúng không? Đây đúng không? À, né à. À, né, 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 né. Này thì né. Thằng Maximum nó bật ulti nó làm gì đây? À, bay lên Kahi à? Thằng Zata này anh em. Cho một đấm đấy. Rén luôn anh em ạ. À. Chạy rồi. Rén luôn. Đúng một đấm thôi là thấy rén luôn rồi. Vâng, cầu băng xương đến từ vị trí của Ván Heo Sền. Zata bắt đầu cất cắn bay lên. Bị choáng đến từ vị trí của Ván Heo Sền nhưng mà vẫn cất được cắn. Hạ gục. À đủ. Ok, à, tí nữa thì KS được cái con Zata rồi. Batman đang dần tiến vào trạng thái tàng hình. Có mắt. Và đây sẽ là lúc cho chúng ta thế con mẹ nó hiện. Một mạng hạ gục nằm xuống đến từ vị trí của Maximum. Ván Heo Sền đem về cho mình mạng của Zata. Ba thần viên đem bạn phải gục xuống rồi. Ồ, Florentino vừa chấm dứt được Batman. Mày ra đây. Đủ 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 ghê. Ồ, ghê. 1-3, ghê đấy. Nhưng mà được cái là nhiều vàng. Xin nhẹ cái trụ mid đe. Đủ, Florentino lao ra nhưng mà đó là quá muộn. Ơ, gì, né nước qua tường ấy. Em không được à? Buồn đấy. Tí nam nhây nó tí mà nó không được đấy em ạ. Bạn chắc chắn là sẽ lao vào lấy đi cái trụ này. Đó là Maximum. Thằng hai ra te đâu nhở? Này, aha, nó rút bụi nó chờ mình ra. Rất là bố láo anh em ơi. Này, giật đi, giật đấy, này. Một đấm này, rén. Rén liền. Mà đúng một đấm thôi là thấy rén liền. Hai đấm này. Này đây. Mình không có tốc biến đấy em ạ. Có đấm có tốc biến là ulti tốc biến lên đấm vào mỏm nữa rồi. Batman nó đi móc lốp. Rồi, mày xong rồi. Ôi trời ơi. Mặt. Ôi kìa, vẫn chết Batman. Không thể nào mà. Ui, Florentino. Ui, bà đây. Ôi. Mà, đang yếu máu anh em ạ. Hết skill. Support đi ngáo ngáo KS. Rồi. Tới cục cướp support. Ui, rồi. Florentino đang có âm mưu cướp đi cái blue của team mình. An bạn ra ra. Nãy giờ chưa được gặp an bạn. Ok à, Zata giết rác à. À, Zata giết rác. Lúc này mình thấy hình như là tên nó đang ngấp được cái bụi này đúng không? Đây, Florentino này. Florentino. Á đủ à ơi. Rút. Căng quá. Florentino chết không? Chết rồi. Á đủ. Mát nó bay con support mình chưa? Bắt thằng Mát luôn. Ô xin nha. Ô mình xin. Ô mình xin. Florentino cú đấm. Ô kìa mà. Né Haki quan sát đây sao mà né được quả đó nhờ. Bật ngay cho mình đó là quả cầu băng xương lên né sát thương đến từ vị trí của một. À đủ. Aoi. Ai. Bạn ơi bạn. Má mình ngán đúng rồi. Floor và Aoi thôi. Solo 1-1 thì có khi mình ăn được. Xong Aoi. Đúng giấy. Aoi tem nó không biết chơi. Tem mình toàn máu giấy không này. Aoi mà biết chơi là Aoi giờ săn lắm ấy. Nào chúng ta cùng vào vị trí phục kích. Mình sẽ nấp ở cái bụi này. Kiểu gì tem nó cũng chạy ra đây cho mình xem. Bắt đầu thấy thoáng cửa mid có sự góp mặt của ba thành viên tem bạn. Hai CT chui vào. Á, có cả Florentino đấy. Xin nhẹ mạng. Hạ gục của Hazate. Bật lên cho mình quả cầu băng xương. Ok, sao nó không nhảy. Aoi mình tưởng nó nhảy vào luôn. Bật băng xương lên. Mà quả đó sốc đan đau quá. Có support mà. Bonnie support. Làm ơn đi. Cất con Bonnie vào tủ kín cho tôi cái. Batman bắt đầu vào trạng thái tăng hình. Batman tốc biến đồ các kiểu. Heo nào dính ngay lúc cùng Zata nó bật ulti nó bay. Đơ là thua ngược này anh em. Ván Heo Sền bắt đầu lao lên ngay đằng sau lưng là Darat quýt ba bầu. Zata cất cắn bay lên em ơi. Băng xương đến từ vị trí của Ván Heo Sền và đó là mạng ngục thuộc về Ván Heo Sền cùng với ulti. Mát bay ulti mình rồi. Ao nhây. Mát thì chết. Mát thì chết thật luôn anh em ạ. Hên vậy. Đây là chiếm lược rút bụi đến từ vị trí của Rat cùng với Ván Heo Sền. Rất là cẩn trọng. Ôi cái đệt mở nó chạy đi AD ơi. Xong mắt nó nhắm AD. Nó nhắm AD. Ôi kìa mắt nó lộn. Thôi Em xin lỗi được chưa. Căng quá. Mày ăn căng quá. Ao nhây.
Ao nhây, ao nhây, ao cái gì anh em? Ao hồ chứ ao gì? Lo hình như đang đúc trong cái bụi bên blue hay sao nhỉ? Mình mới thấy đi bóng nó xong. Ra ta. Vậy chắc chắn rồi. Flo mở combat D3, chọt vào Kahi băng xương và giờ là hết băng xương. Flo bắt đầu múa tung hoa lượm hoa, múa tóc biển xuyên tường và múa rất nhiều đến từ vị trí Flo Tilo, sau đó phải nằm xuống với hàng tấn sát thương. Ăn bắn mắt. Bảy rồi. À ôi nó băng trụ à. Đù. Làm sao? Đù. Nhảy 2 star luôn. Ghê. Ra ta. Đù ra ta băng xương ấy. Cái cắn. Bết ra ta. Bết ra ta anh em ơi, bết ra ta. Chỉ với một cái băng xương thôi có thể ao nhây được ra ta rồi. Bắt thằng Hayate trước, để mẹ thằng mát đi. Làm sao? Mày làm sao? À, mày làm. Ui. Mát con lím đắn đau thế. Nhìn đây cái hình nháy kia đéo ở đây. Bonne cũng nháy theo. Hai đứng làm ơn đi. Cây sơ lao ra khung mid. Đây chắc chắn sẽ là tình huống combat cuối cùng của game. Chỉ cần thua phát thôi là chắc chắn là sẽ thua luôn. Flotilo băng qua tường và lên bảng điểm số ngay lập tức. Đòi 1-4 à. Em bạn thì đang cố gắng hạ gục con cây sơ. Nhưng mà cây sơ ở này trâu lắm. Cây sơ này không dễ mà hạ gục đâu. Ui dồi ôi. Ma pha vừa rồi đó là một tình huống tốc biến qua thường đến từ vị trí của Zata. Mẹ một tình huống tốc biến đéo thể tin được. Đéo thể tin được là anh ta có thể là một pha tình huống khó như vậy được luôn. Aoi và Maximum đè vào vị trí của pháp sư bắt. Đó là Van Helsing. Này thì đòi bắt này. Tem mình hình như là ba người lên băng xương luôn mà. Ba phép thì ba băng xương. Nhưng mà ba băng xương hợp. Mắt nó bay ulti thì bật băng xương né được này. Ra ta ulti băng xương của ngoan nháy nốt này. MVP thôi chứ còn ai MVP nữa. Cao thủ 13 sao. Thần thán MVP SS sát thủ. Công nhận là cái skin rat mua thái nó vẫn đẹp nhở. Có cái skin gì nó mới ra. Mình thấy cái skin này mình vẫn thích skin này hơn là cái skin đó. Ngày hôm nay chắc là đánh trận thôi nha anh em ơi. Đu. Mắt này là cái huy hiệu này là top top thôn, top xóm, top vùng, top miền. Hình như là top top miền đúng không? Mình không leo top nhiều, mình không biết top tỉnh, top miền. Đúng rồi, top miền, cái này top miền. Ghê. Nhưng mà vẫn thua đa rắc mít bà bầu thôi. Các bạn nào được xem mình làm về con game liên quan game bầy, nếu như muốn mình tiếp tục làm về con game thì hãy nhấn like cái video, đăng ký nếu như chưa đăng ký và hãy bật nút chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Bye. Bye.